Con xin kính chào quý vị khán giả. Con tên là Nguyễn Trung Hậu, con đến từ thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Thì chỉ mới đây thôi thì con là thí sinh của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Và hiện tại con cũng là một thí sinh của cuộc thi Chuông vàng vọng cổ năm 2024. Với tinh thần vững chắc hơn và vững vàng hơn để thể hiện phần thi của mình thật là tốt. Trời.